thứ nhất là trong quá trình bắt đầu bật điện, tắt nguồn ấy. Đây là cái nguồn điện này bác này. Đây là dòng 9 cân từ ngang thì bác ấn vào đây cho nó khởi động lên này. Sau đó bác để ý là có các cái chế độ giặt khác nhau. Tức là giặt cấp tâm, giặt tiết kiệm sợi tổng hợp, đồ len rồi là vắt. Hoặc là những cái giặt siêu tốc, giặt tiết kiệm, chăn ga với đạn. Thì tùy loại vải bác chọn, bác ấn đâu nó nhảy lên đây. Bình thường là chủ yếu là mình sẽ để cái chế độ giặt mặc định này, giặt cấp tâm này. Và trong 3 giờ 20 phút thì trong quá trình bác dùng thì bác lưu ý là cái dòng này là dòng bác phải dùng bằng nước giặt đấy nhá. Bác mà dùng bột giặt nhiều quá thì nó sẽ tạo bọt và nó quá trình giặt nó lâu và nó bám bọt. Còn đâu đây cửa phụ này trong quá trình giặt thiếu quần áo thì chưa đủ thì bác cho thêm vào đây. Đấy thì nhiệt độ của nó này, bác chọn nhiệt độ giặt 40, 60, 95 độ. Bình thường mình sẽ để giặt chế độ nước lạnh mình để bông tuyết này. Đây, ấn lên là 20 độ, 40 độ. Đấy, 60, 90. Nhiệt độ nước. Nó tự sấy nước lên à? Vâng, tự sấy. Không phải sấy, nó đun nước nóng lên không nó giặt quần áo cho bác. Trong này nó có máy đun nước nóng nữa. Vâng, đúng rồi. Còn đâu cái này là xả đây là số lần là 3 này. Bác có thể là tùy chọn 4 lần, 5 lần xả. Thường là giặt là xả bao lần? Thường là sẽ giặt là 3 lần. Ba lần. Đây là giặt tổng hợp đấy ạ. Quần áo là bác cho là giặt tổng hợp. Tốc độ của bác để ý lưu ý đây. Nó sẽ là để 400 vòng này, 800 vòng này, hoặc là 1200 vòng trên phút. Đấy là do mình tùy chọn. Cái thời gian này cũng như vậy. Nhưng mà thường là giặt để cho mình được bác. Thường bác để tầm 800 thôi thì là thoải mái cho bác. Sơ vải của bác, những cái đồ len của bác. Bác mà cái đồ hết quần áo. Đúng rồi. Đấy. Sau đó bác chọn xong bắt đầu bấm ấn cái này. Đấy, nó xuất hiện cái biểu tượng này, bác ấn play xuất hiện biểu tượng này. Khóa. Là biểu tượng khóa là bác không được phép là không được giật cái lắp lồng ra. Cái nó cũng đã khóa chặt rồi. Chỉ được mở ấn cái này thôi để cho thêm quần áo thôi. Bao giờ xong là xong rồi. Nó tắt như này rồi. Nó tắt. Sau khi nó giặt xong quá trình thì nó kêu tít cái thì nó không còn biểu tượng khóa nữa thì bác mở ra bác lấy quần áo thôi. Đấy thì là xong ạ. Đấy bây giờ đang quá trình bắt đầu ấy. Còn đây là cái khay nước giặt. Bác cho nước giặt và bột thơm vào đây. Đấy. Nhưng mà thì mình giặt thì toàn bằng xà phòng bột. Xà phòng bột chỉ dành cho cửa đứng thôi. Bác lên mua nước giặt dùng cửa ngang thì nó sẽ sạch và nó không bám. Còn lên đây là cái cửa cuối cùng này, cửa này cửa để bác xả cặn. Bác dùng một thời gian dài bác muốn vệ sinh máy và bác mở ra, bác xoáy ra thì có những cái cặn bẩn lâu ngày nó sẽ ra. Vâng. Đây bác mở ra, bác xoáy ngược ra thôi. Này bác rút ra như bác có cọ bẻ thôi, không khác gì cả. Dòng này bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Trong một tháng đầu bác dùng nếu gặp lỗi sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay bác nhé. Quá trình bác dùng bác cần hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật bảo hành hay là hướng dẫn sử dụng bác điện và số ở trên hóa đơn các bạn giao là xong ạ. Chị. Đấy thì trong quá trình bác dùng bác điện trực tiếp của các bạn sẽ hướng dẫn bác ngay. Và thế là giặt bằng cái sản phẩm bột kia nó sẽ được không? Vâng, cái này phải dùng nước giặt bác ạ. Dùng nước giặt chuyên dụng của máy giặt thử ngang đúng rồi chị ạ. Đây thì em vừa hướng dẫn bác rồi thì chị lưu ý là về cái nhiệt độ này, số lần xả, tốc độ vắt thế thôi. Còn đâu cái này chị vắt đến đâu thì đèn sáng đấy là tùy vào cái lượng tùy tức vào bình thường là sợi tổng hợp à? Vâng đúng rồi ạ, sợi tổng hợp hoặc là giặt cốt tông hoặc sợi tổng hợp này là đều được này chị ạ. Là bình thường đúng không? Vâng. Sao kêu là giặt cốt tông tiết kiệm này là giặt lâu? Đúng rồi, nó cốt tông tiết kiệm giặt thời gian nó sẽ lâu bởi vì là cốt tông tiết kiệm này nó chỉ có một số chương trình nó sẽ rút gọn đi. Đấy thì nó sẽ không đun nước. Mình đặt đun nước thì nó mới đun nước chứ còn không. Bác đặt thì đun nước nhưng có những cái chế độ này bác chọn thì nó sẽ tự động mặc định, nó tùy phù hợp vào từng cái này. Nếu bác muốn cài đặt theo ý của bác thì bác sẽ chọn ở đây. Nếu mà bác chọn nhiệt độ nước cao thì nó sẽ tốn điện hơn thôi, hiểu không? Nó sẽ đun nước lên mà. Thế còn bình thường ví dụ cho quần áo vào xong nhá, mình cho xà phòng hết thứ hết rồi thì mình chỉ cần chọn sợi tổng hợp là đúng không? Vâng, có đúng cho rồi. Đun nước không? Không đúng không? Không, không. Cái này không cần. Không cần, cái nó dòng tiết kiệm nước rồi chị ạ. Thế ví dụ mình muốn vắt không thì mình sẽ điều chỉnh ở đây à? Đây chị sẽ vào cái phần vắt thôi. Vắt thôi, đúng rồi. Chỉ chọn vắt thôi. Sau đó thì ấn. Đây là chọn chế độ vắt đây à? Chọn tốc độ vắt đây nhá. Đây. Còn đâu bên này là mình chỉ chọn vắt không, sau đó thì chị xoay cái đèn sáng này xuống đến đây. Quần áo chị giặt tay ngoài chị ném lên, chị ấn vào đây, ấn play nó tự động vắt. Lưu ý là đồ len mỏng là chị không chọn tốc độ vòng vắt cao quá, nó sơ mất cái sợi vải của chị. Nó vắt kiệt lắm, con này vắt xong thì nó khô giòn luôn. Đấy thì quan trọng là như vậy. Thế ví dụ mình muốn vắt không thì mình điều chỉnh xuống đây là cũng được luôn, không cần phải ấn vào đây đúng không? Cái này là chỉnh tốc độ vòng vắt này. À, chỉnh tốc độ vắt ở đây. Vâng, đấy, 1.200, 1.400.
hoặc là không cao, không cần tốc độ bắt 400, 800. Thế là chọn thêm chỉ, chủ yếu là để 800 thôi, thế là được. Đấy, tắt bật ở đây. Vâng. Thì ví dụ quần áo ướt mà mình kiểu như mình làm ướt rồi mình cho vào ấy. Được, không sao. Không sao đúng không? Xoáy vào đây, xoáy vào đây. Đúng không? Không, vì là quần áo ướt muốn làm vấn để giặt bình thường nhưng mà mình đã kiểu ví dụ áo sơ mi mình muốn gò qua trước ấy. Vâng, vâng, không vấn đề gì đúng không? Dạ, dạ. Rồi, xong rồi ạ.